Có rất nhiều anh chị chúng ta vẫn hy vọng mua được những chiếc đèn cao cấp với giá chỉ có khoảng 300-400 nghìn mà công suất lên đến 3-4 nghìn W, thì em khẳng định với anh chị là sẽ không bao giờ có cái điều đó đâu anh chị ạ. Và từ trước đến giờ người ta vẫn nói một câu là cái gì nó cũng có giá của nó và tiền nào thì của đấy, nên là khi mà anh chị chúng ta xác định mua những mẫu đèn chất lượng thì bắt buộc là anh chị chúng ta phải bỏ ra một cái số tiền tương ứng anh chị ạ. Và đây là một cái dòng đèn chống lóa 900W phiên bản cao cấp của Hoàng Long đang cung cấp, và giá của nó thì hiện tại cũng không hề rẻ, gần xít 2 triệu đồng cho một bộ sản phẩm anh chị ạ. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đánh giá rẻ hay đắt thì anh chị, một là chúng ta phải so sánh về cái chất lượng của sản phẩm, cái thứ hai là chúng ta phải so sánh so với mặt bằng chung của thị trường họ đang bán khoảng bao nhiêu tiền và Hoàng Long bán với mức giá đó thì là đắt hay rẻ. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ báo giá trực tiếp cho anh chị về cái dòng sản phẩm chống lóa 900W của Hoàng Long, cũng như là tư vấn cho anh chị xem là khi nào thì chúng ta nên lựa chọn mẫu đèn này, và với cái số tiền bỏ ra hiện tại thì nó có thực sự xứng đáng hay không. Thì xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng theo dõi và bắt đầu video này. Thế thì đầu tiên em cũng sẽ báo giá trực tiếp cho anh chị xem về cái mẫu đèn chống lóa 900W này, cũng như một số cái chương trình khuyến mãi mà Hoàng Long đang áp dụng cho mẫu sản phẩm này, để anh chị chúng ta có thể so sánh với những đơn vị bán hàng khác hoặc là so sánh với những cái công ty khác trên thị trường. Thì một bộ sản phẩm 900W hiện tại Hoàng Long đang bán với giá là 1.850.000 đồng anh chị ạ, bao gồm có một thân đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời mono kích thước rất là lớn, bộ phụ kiện ốc vít và phiếu bảo hành điều khiển đầy đủ cho anh chị. Ngoài ra thì sẽ miễn phí vận chuyển tận nhà cho anh chị luôn. Ngoài cái việc là giá bán là 1.850.000 thì khi mà anh chị chúng ta mua cái bộ sản phẩm này thì bên em hiện tại đang khuyến mãi cho anh chị thêm một cái bộ khoan sử dụng pin nữa anh chị ạ. Thì cái bộ khoan này thì anh chị chúng ta có thể sử dụng để bắt vít hoặc là vặn ốc những cái đồ vật trong gia đình, nó rất là tiện lợi. Và khoan này là khoan điện, đây em có thể mở cho anh chị xem, nó khi mà anh chị nạp điện xong thì nó có thể sử dụng được khoảng rất nhiều lần. Đấy, nó hết thì chúng ta lại nạp bằng cái cọng sạc ở bên dưới này thì là ok. Đấy, thì đây là cái bộ sản phẩm cũng như là cái giá bán và khuyến mãi của sản phẩm này. Thế thì khi mà anh chị chúng ta tìm hiểu so sánh trên thị trường thì có rất nhiều anh chị chúng ta hay so sánh là về cái watt này. Có những cái chỗ thì bán 1.000W, 2.000W. Đấy, giá chỉ có 300-400 nghìn hoặc là 1 triệu gì đó. Thì chúng ta không nên so sánh theo cái này anh chị nhé. So sánh cái này thì nó sẽ không chuẩn và nó không khách quan. Thì khi mà anh chị chúng ta lựa chọn một cái mẫu đèn và chúng ta muốn so sánh xem là đắt hay rẻ trên thị trường, thì anh chị chúng ta phải nhìn về, đầu tiên là về cái ngoại quan. Đấy, là anh chị chúng ta phải so sánh những cái chiếc đèn nó giống nhau, tương đối giống nhau. Đấy, nếu không có giống nhau y hệt thì chúng ta phải nhìn tương đối. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm này hiện nay trên thị trường này nó cũng rất là nhiều, anh chị hoàn toàn có thể so sánh được. Theo em tìm hiểu thì hiện nay một số đơn vị họ bán có những cái sản phẩm tương tự như thế này, bán lên gần 3 triệu đồng anh chị ạ. Đấy, tại sao lại đắt như thế thì cũng rất nhiều nguyên nhân và lý do. Có thể là họ nhập vào đắt, hoặc là có thể là họ tốn quá nhiều chi phí quảng cáo, rồi marketing, rồi là thuê diễn viên, hoặc là đơn giản là họ muốn lãi nhiều thì họ bán cao lên. Tuy nhiên thì Hoàng Long bán với mức giá thì hiện tại em nghĩ là rất là hợp lý, 1.850.000. Thì khi mà anh chị chúng ta bỏ ra cái số tiền này thì anh chị chúng ta nhận được sản phẩm như thế nào? Thứ nhất là khẳng định với anh chị đây là dòng đèn cao cấp rồi. Đấy, thì một cái sản phẩm mà nó đắt tiền hay không ấy thì nó phải thể hiện được những yếu tố. Thứ nhất là độ sáng mạnh, thì cái mẫu này sáng rất mạnh anh chị ạ. Thứ hai là thời gian chiếu sáng rất lâu, thì cái mẫu này nó sẽ sáng liên tục cho anh chị được 14 đến 16 tiếng suốt một đêm. Và cái thứ ba là cái độ bền nó cao. Độ bền nó cao thì anh chị có thể nhìn qua những cái vật liệu cấu tạo, thân vỏ, chip led, pin đấy, thì anh chị có thể đánh giá được xem là đấy, tuổi thọ của chiếc đèn này liệu nó có cao không. Đương nhiên là chúng ta không thể nào mà biết 100% được. Tuy nhiên nếu mà anh chị nhìn vào những vật liệu cấu tạo lên sản phẩm nó chất lượng cao thì đương nhiên là độ bền nó cũng sẽ tương ứng theo cái thời gian anh chị ạ. Thì hiện tại cái sản phẩm 900W Hoàng Long này nó là phiên bản đèn chống lóa. Cái mẫu này thì nó có một cái ưu điểm là anh chị chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong nhà và ngoài trời rất là vô tư và thoải mái. Bởi vì là nếu anh chị sử dụng ngoài trời thì nó cũng có vỏ nhôm là chống nước, chống bụi và vỏ nhôm này thì cực kỳ dày dặn luôn anh chị ạ. Em phải khẳng định là anh chị khi mà nhận hàng thì anh chị sẽ thấy bất ngờ về cái chất lượng vỏ nhôm của nó, cực kỳ dày dặn luôn. Và em cũng đã bán nhiều dòng đèn rồi, mẫu này gần như là dày nhất trong những cái dòng, nên là anh chị hoàn toàn chúng ta có thể để ở ngoài trời 5 năm đến 10 năm vô tư, khẳng định không bao giờ hỏng vỏ nhôm này. Cái thứ hai là về cái phần chống nước thì xung quanh cái này nó đều có cái viền gioăng cao su chống nước hoàn toàn cho anh chị, nên là anh chị chúng ta yên tâm khi mà lắp ngoài trời vẫn ok. Còn đương nhiên là lắp trong nhà thì rất là tốt rồi, không có mưa nắng thì đèn cực kỳ bền. Tiếp theo là về cái hệ thống chip led.
thì chip LED nó cũng là một yếu tố rất là quan trọng đối với chiếc đèn. Nó có giúp sáng mạnh hay sáng yếu, tuổi thọ cao hay thấp thì nó cũng thuộc vào chip LED này. Và trên thị trường hiện nay thì nó có rất nhiều dòng 2835, 3030, 5730, 5054. Thì hiện tại cái mẫu này đang trang bị là LED 5054 là cao cấp nhất trên thị trường hiện nay anh chị ạ. Và số lượng là 126 chip LED. Nhưng cái chip LED này thì nó đặc biệt một cái nữa là nó lại được kết hợp với lại bi cầu nữa. Do đó nó đã là một loại chip LED cao cấp, sáng mạnh, nhưng mà qua cái bi cầu này thì nó độ sáng lại còn tốt hơn nữa anh chị ạ. Và cái màu sắc cho xa thì cái ánh sáng này màu rất là đẹp. Nó giống như là cái màu nắng ấy, màu rất là dịu mà rất là đẹp anh chị ạ. Nên là chúng ta lắp vào trong nhà rất là sáng và nó rất là nịnh mắt. Nó không bị chói quá hoặc nó không bị xanh quá. Anh chị khi mà sử dụng thì sẽ thấy. Và với một cái chiếc đèn công suất cao như thế này thì hiện tại Hoàng Long đang trang bị cho nó là 10 cell pin, dung lượng là 60.000 mAh đây chị ạ. Anh chị chúng ta tìm hiểu thì anh chị biết rồi, pin nó là như một cái trái tim của một chiếc đèn. Vì chiếc đèn này có sáng được lâu hay không, độ sáng có mạnh hay không thì nó nằm phụ thuộc rất nhiều vào pin. Pin chất lượng và pin mới cũng như là số lượng nhiều thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ cũng như là tăng cái thời gian chiếu sáng của đèn. Thì hiện tại Hoàng Long đang sử dụng là pin 32700, 10 cell pin anh chị ạ. Đấy, anh chị phải quan sát rất kỹ cái yếu tố này. Pin là pin chất lượng và cái dung lượng là cao là 10 cell. Và đi kèm với pin nhiều thì đương nhiên là một phần nữa đó chính là về cái tấm năng lượng sạc. Thì anh chị có thể quan sát tấm pin này cũng rất là xịn sò. Tấm pin này kích thước của nó là 67 x 53 cm và sử dụng tấm pin công nghệ mono. Đấy, tấm pin sạc nhanh và một cái tấm pin chất lượng thì anh chị có thể quan sát các cái cell pin này nó đồng đều, và thứ hai là cái diện tích phổ trên cái bề mặt này nó gần như kín. Đấy, gần như là tất cả cái chỗ này là cell pin hết, chỉ có một chút cái phần khoảng trắng ở bên rìa này thôi là cái phần bảng đỡ. Đấy, thì khi mà anh chị lựa chọn một tấm pin mono chất lượng cao thì anh chị sạc nó sẽ nhanh. Và với cái tấm pin này, mặc dù là 10 cell pin thì rất là nhiều, nhưng sử dụng tấm pin này thì em cũng cam kết cho anh chị thời gian là sạc trong vòng một ngày là chắc chắn là sẽ đầy cho anh chị. Đấy, kể cả thời tiết nó nắng hơi yếu một chút vẫn sạc được, vì cái công nghệ mono này sạc nó rất là nhanh. Và một cái phần rất là nhỏ thôi khi mà anh chị chúng ta lựa chọn tấm pin đó chính là phần dây nối. Thì anh chị có thể quan sát cái phần tấm pin này thì có một cái dây 5m cực kỳ to luôn. Bởi vì cái tấm pin công suất cũng cao thì bắt buộc phải dây nó phải to. Thì hiện tại bên em đang trang bị dây 1.5 và cái đầu jack này nó cũng rất là xịn sò. Anh chị khi mà lựa chọn những hàng cao cấp thì anh chị có thể thấy từ chi tiết nhỏ nhất người ta làm cũng rất là chuẩn chỉ và mang đến một cái sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Thì đây là về phần tấm pin. Cách thức lắp đặt và sử dụng rất là đơn giản thôi. Anh chị chúng ta có thể lắp tấm pin này ở bên ngoài trời, nghiêng từ 5 đến 10 độ quay hướng nam. Sau đó thì kết nối cái dây nối này với đèn. Và khi mà kết nối thành công thì đèn này nó sẽ báo sạc. Và khi đó thì đèn nó sẽ chạy vào chế độ là buổi tối tự sáng và ban ngày tự tắt. Chiếc đèn này thì sẽ chiếu sáng được cho anh chị cái diện tích rất là rộng. Nếu mà anh chị chúng ta lắp ngoài trời thì có thể chiếu sáng từ 600 đến 800 m2. Còn lắp ở trong nhà thì diện tích từ 150 đến 200 m2 vô tư và sáng rất rõ luôn anh chị ạ. Đọc sách, ăn cơm bình thường, đi lại không vấn đề gì. Thì đấy là về cái thông số, cấu hình và cũng như là cái pin của nó. Thế thì đấy là những yếu tố mà cơ bản nhất để anh chị chúng ta lựa chọn một chiếc đèn có tốt hay không, giá tiền có xứng đáng hay không. Đó chính là qua chip LED, pin, thân vỏ và cái tấm năng lượng. Chứ còn cái watt này thì nó chỉ mang tính tượng trưng thôi, em không giấu giếm gì cả. Đấy, watt này thì cũng chỉ mang tính tượng trưng thôi anh chị ạ, tên gọi thôi. Nhưng mà khi mà nhìn vào những cái thông số này là chúng ta thế biết chắc chắn là chiếc đèn nó có tốt hay không thì nó nằm ở yếu tố đó. Thì trên đây em đã giới thiệu và chia sẻ rất là chi tiết cho anh chị về cái mẫu đèn chống lóa 900W của Hoàng Long cũng như là chương trình khuyến mãi. Video thì rất là nhanh thôi nhưng hy vọng là anh chị chúng ta sẽ có một thêm một cái sự lựa chọn mới về những dòng đèn sản phẩm cao cấp. Dùng những dòng này thì chắc chắn là anh chị hài lòng xưa và cảm thấy rất là sáng anh chị ạ. Và nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thêm muốn được bên Hoàng Long tư vấn thì có thể liên hệ với Hoàng Long theo số điện thoại là 0865999515 hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.